Thưa quý vị, ngày 16 tháng 4 năm 2023, thông tin từ Công an huyện Hương Sơn tại tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an xã Sơn Kim 1 tại huyện Hương Sơn đã bàn giao người đàn ông xâm nhập trái phép vào Việt Nam qua đường mòn, lối mở ở khu vực biên giới thuộc xã này để đơn vị xác minh làm rõ. Trước đó, vào chiều tối 14 tháng 4, Công an xã Sơn Kim 1 phát hiện một người đàn ông không có giấy tờ tùy thân xâm nhập trái phép vào Việt Nam qua đường mòn, lối mở ở khu vực biên giới thuộc địa phận quản lý của địa phương. Qua quá trình làm việc, người này khai nhận tên Đường Văn Thái, 41 tuổi, quê quán thôn Hà Lâm 3, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Ngay sau đó, Công an xã Sơn Kim 1 đã bàn giao người đàn ông xâm nhập trái phép tên Đường Văn Thái cho Công an huyện Hương Sơn để kiểm tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Những thông tin mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại thanhniên.vn và trên kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất.